Rồi hello, xin chào mọi người nhé. Rất vui mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Bây giờ là 8 giờ sáng, thứ bảy ngày cuối tuần, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Hiện mình đang có mặt ở bờ kè đá Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây là cái điểm câu tự nhiên của anh em trong hội câu bờ kè đá Cao Đức. Khoảng tầm một tháng nay thì mình mới quay trở lại đây. Tháng trước thì mình câu ở đây được một con cá chấm đen, cũng ở trên kè trên này. Ở đây thì có hai bờ kè, thì phía này là gọi là phía kè trên, còn phía đằng sau lưng mình, phía đằng sau lưng màn hình thì là kè, gọi là kè dưới. Lúc này mình đến đây thì kè trên đang có 3 cần thủ, còn kè dưới thì có khoảng 5 cần thủ đang ngồi rồi. Và còn vị trí ngồi trống thì đúng là cái vị trí lần trước mình đánh được con chấm đen ấy, thì chưa có ai ngồi, thì mình hôm nay mình lại đánh có 4 cân ốc thôi. Vì hôm trước mình mua 10 cân ốc thì mình đánh ở hồ bán tự nhiên kia 6 cân rồi. Còn 4 cân hôm nay mình mang đến đây mình đánh. Hôm qua mình đánh ở hồ bán tự nhiên kia thì mình không được con gì và ổ của mình không thấy tăm. Mà mấy hôm nay mấy cần thủ ở hồ bán tự nhiên đó đánh cũng không lên được con chấm đen nào, nên mình quyết định là mình quay trở lại kè đá sau một thời gian, quay lại đây đánh xem tình hình thế nào. Ngày hôm qua mình đi câu ở hồ bán tự nhiên của chú Ba ở thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Niên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, thì mình thì không được con nào, nhưng mà cần thủ Kiên thì được con cá đúng là kỷ lục mọi người. Con cá mè 25 kg. Cái video cậu Kiên cậu ấy dòng con cá đấy mình sẽ để ở cuối video này, mọi người xem tham khảo nhé. Hả? Dạo này có lên hàng nhiều không em? Ừ, anh phải tháng nay bây giờ quay lại đây đấy. Chúng tôi mất tích. Ừ, đi đánh ở cái hồ kia cũng phê. Với cô Dung ăn mạnh thế nhỉ, mình quên nước giặt. À đấy. Mãi thế đâu chưa hết mẹ Dung. Chắc ngạnh ấy nhỉ. Tôi ngạnh, tôi ngạnh. Con lọ giật được con ngạnh, và nó có chân, bị ăn béo. Ờ. Đấy, dính rồi, dính rồi, được đấy. Ngạnh. Đây còn vàn mấy cái thôi. Hôm nay làm mồi sai mẹ hai bà. Quên thì nó cho mồi bả vào. Mồi bột em vẫn cho mồi bả vào gì? Vâng. Cho ít cám của anh Hiện đi. Ờ, hôm nay có đánh ốc không? Ốc đẹp thả hôm qua rồi. Mẹ đạp mẹ lệch rằng mẹ bên phải bật mẹ cắm mẹ. Hôm nay nước chết mà, hôm nay nước xuống sâu này là đứ đừ đấy. Chờ hết là ra nhỉ? Nhiều, ít khi chờ này lắm. Hôm qua mãi 4-5 giờ luôn không lên. Ờ, hôm nay cũng thế thôi. Hôm nay không lên đâu. Không, hôm nay cứ ì ạch này thôi. Hôm nay chờ ra cho nhìn thấy hết rồi. Âm lịch mất bao nhiêu? Đấy, không, âm lịch anh không để ý, nhưng anh xem thủy triều là hôm nay nước không lên luôn, cứ đứng cứng ngắc này luôn. Nên chỉ 20 phân. Ừ. Chỉ ngập hòn đá này là cùng. Nhìn nước mùa này thích đấy. Anh ở câu này thần nhưng có nhưng nhá. Nhưng to à, bàn tay đúng không? Không quạ được con nhưng hôm nay được con bọn nhánh nhẹ. Ừ. Nhánh nhẹ đúng không? Nhánh nhẹ lắm à? Ừ, nhánh nhẹ người đấy. Đây có ông bạn Hợi thả hộ cái ổ mồi nữa phải bơi. Có đi ra chỗ đấy rồi, thả thôi. Ừ. Đâu có câu ạ? Đâu không. Dù ta đừng nhấc lên, nhấc lại. Mặt của nó lại quá lắm. Hôm nay gió hướng đông nhiều nên là kè dưới thì sóng to, nhưng kè trên thì rất là im, rất là đẹp mọi người. Còn nếu mà gió bắc thì kè trên không câu được thì lại câu kè dưới. Ốc vừa đi bắt về sao lắm bùn đi. Ốc của mua của người ta mò từ hôm qua. Ừ. Bên phải ổ, cứ bên phải ổ. Đúng ổ và bên phải ổ nhau. Tí nữa đi bạn. Rồi. Thả nhá. Thả đi. Chuẩn luôn đấy. Độ cụ ngồi. Rồi, hơi đẹp đấy. Cảm ơn Hợi nhá. Không có thuyền này lại phải bơi. Bơi ngại nhất. Cảm ơn cái thuyền. Cô có làm đéo độc bấm cái này. Cảm ơn. Hôm nay nó im sóng đấy, im sóng gió đấy. Đúng rồi, không đơn giản. Bơi ra nó còn sóng còn hất vào mặt cứ bụp bụp.
không đập à? Có đập ít thôi, đập ít thôi rồi, đập chỉ đập tí tí thôi, còn đâu là gần như để nguyên. Của Hợi đánh nhiều không? Ừ, chỗ này của tôi hôm qua tôi mua 10 cân đánh thì 6 cân còn 4 cân hôm nay đánh nốt chỗ này. Ông xem mà ông còn nhiều mồi, ông gọi cá nó vào ông ngay. Hợi đâu vẫn đánh ở bên này đấy à? Em thì vẫn đã đánh rất chặt. Hôm nay bên này sóng to rồi. Ở chỗ này ngồi là tốt đấy. Tôi phải tháng nay tôi quay lại đấy. Sợ đéo còn chỗ này ngồi. Vẫn còn mênh mông. Ở trên giờ 2, 3, 4, 5 người. Sau khi thả ổ xong thì mình đi xuống kè dưới. Đó, mình không à? Chơi với anh em một lúc. Chơi khoảng tầm hơn nửa tiếng thì mình quay về mình câu. Tầm đấy thì cá khả năng là nó cũng vào rồi. Đánh ở dưới kênh vàng với cả ở dưới chỗ em. Cá chấp giòn cũng mấy tấn, 6-7 cân. 6-7 cân ấy, một con đấy, còn 6-7 cân thôi. 6-7 tấn rồi đánh được con nào? Không đánh được con nào. Vỡ lồng, đánh toàn cá 6-7 cân. Cũng mất 6-7 tấn. Nhưng nó thưa. Ừ. Cấp hạ. Mà tôi nó có ăn mồi đâu, nó toàn đánh hóng thôi. Ông Trinh giờ ông ăn ở trên cầu Bình Than rồi. Và bác Trinh chắc vẫn săn cầu Bình Than. Là chuyên nghiệp ở đấy, mua thuyền câu ở đấy mà. Vẫn lên đèo. Thì có hay không, nó có vỡ hay không, nó vẫn nhiều cá như thế này. Nó nhiều hơn nhiều. Ông thì ông không đi xây nào, ông câu trên đấy. Ừ, câu ngày cũng được 5-700 một triệu. Có những ngày rộ được 2 triệu. Hôm nay không thấy đâu. Đánh kẻ trên thôi. Chỗ nào đẹp thì vẫn mênh mông. Vẫn mênh mông, vẫn rộng. Chỗ nào đẹp thì coi như là chiến thôi. Chứ kẻ dưới này cá khôn lắm, khó lắm. Chủ yếu vào đây này. Cá kẻ đen nó vào đây hết rồi. Vũ mấy hôm nay có câu nhiều không? Đi câu nhiều không em? Cần thủ Vũ lúc này đã được 5 con cá mè toàn trên 2 cân. Sau khi đi thả ổ xong mình đi chơi khoảng nửa tiếng thì mình phải đuổi cần, nhưng mà phải đến tầm 1 giờ trưa bắt đầu cá mới ăn mọi người. Ăn nhẹ lắm. Ô ngạnh à? Ô chép này không phải nhờ. Ô chép trơn không phải luôn. Chép không phải ông gọi ạ. Này. Nhìn tưởng con ngạnh nhá. Ăn nhẹ đấy, nghĩ chép rồi. Con chép không phải này nó yếu mọi người ạ. Cho vào giỏ rồi nhưng mà nó đơ, nó yếu rồi. Nó chết, mình mới mổ và mình treo đến chỗ cột điện, mình phơi nắng đến chiều nó khô lại. Nằm cá phơi một nắng. Khi mình ném ổ thẳng ra thì mình lấy tiêu là phía trước mặt này là cái cột điện ở phía xa xa đằng kia bờ sông, và cái tiêu chéo hai tiêu nó giao nhau thì chính là chỗ điểm phao và lưỡi mình đặt. Sau khi mình lấy tiêu thẳng xong và áng chừng cho nó hơi ở bên ngoài một chút, và sau đó đi ra ngắm tiêu chéo xem ok chưa. Khi mình mới ra lưỡi thì bắt đầu mình lấy tiêu thẳng và tiêu chéo rồi. Và khi mình ra lưỡi lại mình lại phải ngắm lại. Đây là cái cọc này mình ngắm vào phao này và ngắm sang cái cột điện phản lại bên kia. Tối nó có đèn chớp chớp thì đến tối mình đánh mình vẫn ngắm được tiêu. Và cái cột điện tiêu thẳng thì mình cũng lấy cái cột điện mà tối nó phát sáng được để tối vẫn đánh được. Đúng lúc này thì anh Bản ngồi ở phía cuối cùng của kè dưới ở gần chỗ đám bèo ấy, dính con cá gì to to, khả năng là cá vèn.
cứng bây giờ câu đến chiều ấy à? Ừ. Bác bản đấy con về đầu tiên à? Chắc to đúng không? Về hơn cân. Ổn nha. Vâng. Thay đồ mới mà nị. À, thay đồ mới bây giờ mới khai trương ấy à? Lúc này khoảng 5 giờ chiều thì có thêm hai cặp thú nữa là bác Tĩnh và bác Thiện. Chắc đi làm về bây giờ lại mang đồ ra câu đây. Hai bác thì đều đánh kè trên. Bác Tĩnh đánh kè trên à? Bác Tĩnh thì đánh ngay bên cạnh mình và bác Thiện thì đánh ở phía xa xa kia. À đây là ai ngồi đây bác Thiện à? Còn thú bính đóng được con cá gì nhưng mà nó chạy ngay vào gầm bờ kè nó mắc lưỡi mọi người ạ. Ở chỗ này được cá là phải bo lên ngay, nếu không bo lên kịp là cá nó lao vào gầm kè là mắc vào đá và mất cá, tỷ lệ mất cá rất là cao. Lúc này thì bác Thiện bác ấy đang bơi ra để thả mồi nên là bác ra bác ấy bơi ra bác gỡ được lưỡi cho cần thủ bính. Ở chỗ của cần thủ bính này là chỗ kè trên này sát rìa bờ phía trong cùng kia nên là chỗ đấy rất nhiều cá nhỏ, nhưng mà thỉnh thoảng anh em đánh ở đấy cũng được cá chấm đen và cá chép cũng nhiều. Chỗ đấy thì nước nó đông hơn ở chỗ mình. Và chỗ mình ở đây thì nước sâu hơn chỗ đấy. Chỗ đấy khoảng 5 mét nước. Ngoài này phải tầm gần 8 mét nước. Và lúc này mình được đè phao mấy lần. Đè rất đẹp nhưng giật không được. Rô. Cần thủ bính đóng được một con cá rô. Đè 2 lần giật không được. Thì lần này được phòi phao lên thì giật đóng được cá. Phòi mình đóng hơi mạnh. Con này to đấy, con này to nhá, Trung ơi đuổi hộ cái Trung ơi. Ôi, chép. Không, nó mỗi tí hầu. Rồi, xin cảm ơn Trung. Chính nó đấy. Chính nó hai phát đấy, phát này phòi hẳn lên. Anh Khải ơi, được hai chép rồi, hai chép bình bình thôi, một con phoài vừa phoài lên hơn cân con, vâng, chép này con này thấy gọn gọn người đây, con kia thì không có vảy, con đầu tiên không phải chết. Không, nó không có vẩy chứ anh. Thôi được rồi, để em gỡ cá đấy nhá. Vừa đóng cá mà. Phòi rồi. Phòi đóng hơi mạnh. Phòi mình giật cũng hơi mạnh đấy. Mà vẫn được. May không rách. Mùa này tiết trời đã chuyển sang đông. Chưa 6 giờ mà trời đã tối rồi. Hôm nay mình quyết định là về sớm, cuối tuần mình về sớm ăn cơm cùng vợ con nên là mình vẫn đang hơi là trái cho cần thủ tiến ngồi rồi, tiếp tạm thời thế được cũng được, anh vừa vẫn đánh thế mà cũng nghĩa là hơi lệch một tí cũng được, nhưng cứ đánh tí nữa lấy về giải chuẩn sau. Cái đèn thì vẫn nó chớp đấy, đấy rồi lệch một tí như của anh đánh vừa nãy đấy, còn tiêu đây, tiêu chéo đây. Đấy, cái cột này. Ừ, cọng này. Đấy, cọng này nhìn vào cái thế xa rồi. Ống khói trắng như đúng không? Ừ, ống khói trắng rồi nháy đấy. À, thà hơi ngoài tí còn hơn đánh trong nhá. Anh Toàn đấy là bằng hoặc là ngoài đấy tí nữa. Được báo cá nhá. Hôm nay ổ này dễ được nữa lắm. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ mình và đón xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Và đây là con cá
về mình phơi một nắng, phơi từ 1 giờ cho đến chiều thì nó đã khô khô vào rồi đây này.